Xin chào mọi người. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái tên đang định nghĩa lại ngành công nghiệp Logistics tại Việt Nam, ICC. ICC không chỉ là một công ty chuyển phát nhanh thông thường. Với mạng lưới rộng khắp và công nghệ tiên tiến, họ đang thiết lập những tiêu chuẩn mới trong thế giới vận chuyển và giao hàng tốc độ. ICC hoạt động trên quy mô vô cùng lớn. Hãy thử tưởng tượng, hơn 50 trung tâm phân phối được bố trí chiến lược trên toàn quốc. Cho dù bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhộn nhịp hay thị trấn Sapa Yên Bình, ICC đều phục vụ tận nơi. Đội xe của họ, hơn 2.000 phương tiện, bao gồm xe tải, xe van và xe máy, tất cả đều lướt nhanh trên đường phố để đảm bảo bưu kiện của bạn đến đúng nơi đúng hạn. Nhưng không chỉ dừng lại ở những con số, điều thực sự khiến ICC khác biệt chính là cam kết của họ với công nghệ. Họ đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống theo dõi hiện đại. Nghĩa là bạn có thể theo dõi bưu kiện của mình theo thời gian thực, từ lúc rời tay bạn cho đến khi đến đích. Và nếu có bất kỳ trục trặc nào dọc đường, bộ phận hỗ trợ khách hàng hay bưu tháng 7 của họ luôn sẵn sàng trợ giúp. ICC cũng hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp. Họ cung cấp các giải pháp riêng cho các nền tảng thương mại điện tử, đảm bảo sản phẩm của bạn được giao hàng nhanh chóng và an toàn. Thêm vào đó, với dịch vụ giao hàng trong ngày tại các thành phố lớn, khách hàng của bạn sẽ hài lòng với tốc độ và độ tin cậy. Tính bền vững cũng là nền tảng trong hoạt động của ICC. Họ không ngừng nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon bằng cách đưa xe điện vào đội xe và tối ưu hóa tuyến đường giao hàng để giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu. Trong thế giới logistics đầy cạnh tranh, ICC nổi bật như một người dẫn đầu. Mạng lưới rộng khắp, tiến bộ công nghệ và cam kết vững chắc mang đến sự hài lòng cho khách hàng, biến họ trở thành lựa chọn hàng đầu cho mọi nhu cầu giao hàng của bạn. Vì vậy, dù bạn là doanh nghiệp muốn hợp lý hóa logistics hay cá nhân cần dịch vụ chuyển phát nhanh đáng tin cậy, hãy nhớ cái tên ICC. Nhanh chóng, hiệu quả và luôn đáng tin cậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy thông tin này hữu ích, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.